Chào các bác nhá. Đó thì hôm nay số Phạm Huấn lại lên rất là nhiều mặt hàng mới, thì lại trân trọng gửi tới quý các bác anh chị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác xem kênh đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, sản phẩm đầu tiên em lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cái ô Nhật. Đây, các cái số hotline của bên em đây. Các bác có thể liên hệ nhá. Đó, các cái số hotline của em đây. Đấy. Em lên cho bác cái sản phẩm đầu tiên đó là cái ô Nhật này, hàng siêu đẹp siêu chất luôn các bác nhá. Đó. Con ô này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 140k và bao ship cho bác luôn. Các bác lên mã cho em là ô Nhật các bác nhá. Đó, ô Nhật, hàng siêu chất luôn. 140k bao ship các bác nhá. 140k bao ship cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là ô Nhật, 140k bao ship. Ô tự động hết các bác nhá. Đây, rất là nhiều màu đẹp luôn. Em sẽ bật cho các bác xem này, hàng tự động các nhá. Đó, đây. Đấy. Các bác vùng vằng thoải mái luôn. Co lên giật xuống, con này còn chịu được cả gió to luôn các bác nhá. Chịu được cả gió to luôn. Đấy. Ô thì nan của nó là nan kép các bác nhá. Đường kính của nó thì là 1 mét, đường kính là 1 mét. Vải thì là vải chống tia UV các bác nhá. Vải chống tia UV. Và bên em có rất là nhiều màu khác nhau. Các bác lấy màu nào thì có thể liên hệ. Hàng siêu đẹp luôn. Đấy các bác thấy không? Đó. Đây, các bác mở ra thì bật ra như này cho em. Đó. Đấy, mở ra bật ra như này. Thu vào thì thu vào như này là xong. Rất là ngon luôn. Đấy. Sản phẩm đầu tiên là ô Nhật. Các bác lên mã cho em là ô Nhật coi nhá. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 140k. Bao ship cho bác luôn, 140k bao ship. Đấy, lên mã giúp cho em là ô Nhật coi nhá, 140k bao ship. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay đó là cái rìu của Đức coi này. Rìu của Đức coi nhá. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 250k bao ship coi nhá. 250k bao ship rìu Đức, hàng siêu sắc bén luôn. Đó, rất là tiện này. Đây. Made in Germany thì các bác này. Đó, Made in Germany đây. Đó, của thương hiệu Master Pro Snow các bác này. Đó, tool. Đấy, hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đó, con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 250k. Các bác lên mã giúp cho em là rìu Đức các bác nhá. Rìu Đức 250k. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay đó là cái ổ vàng chống va đập các bác này. Đó, ổ vàng chống va đập đây. Đấy, con này các bác đập phá thoải mái giúp cho em. Đó, đây. Đây. Đấy. Về các bác cứ test hàng, cứ đập mạnh cho em nhé. Đấy, các bác kiểm tra test hàng cứ đập mạnh cho em. Đó. Đây. Ổ này là ổ vàng 4 lỗ các bác nhá. 100k một ổ này. Các bác lên mã cho em là ổ vàng 4 lỗ 100k. Đó, 100k một con ổ vàng 4 lỗ này. Hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đó. Made in Japan đây các bác này. Con này các bác dùng thì rất là tiện dụng luôn. Đó. Về các bác đấu điện vào. Đấy, của nó thì chống chịu nhiệt các thứ nhá, chống chập chống cháy chịu nhiệt luôn. Đó, ổ vàng chống va đập. Con này thì bên em đang bán là 100k con ổ vàng này. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cái con máy hút bụi này. Đó, con máy hút bụi đây. Đấy, con này thì hàng siêu chất luôn. Bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đây. Đang gửi tới các bác với giá là 250k bao ship cho bác con máy hút bụi này. Hàng siêu khỏe luôn các bác nhá. Đây. Đấy, đây là một cái rổ đỗ này. Đấy, đỗ gạo này. Em hút cho bác xem. Đấy các bác nhá. Đó, có cả đèn báo luôn. Chỉ 1 phút 30 giây là nó hút sạch luôn các bác nhá. Rất là sạch luôn. Đó. Hút con này nó hút cả những cái loại bụi siêu mịn luôn các bác nhá. Đấy, các bác có thể đổ ra và cái lưới lọc này thì các bác có thể vệ sinh đi, nó rất là tiện các bác nhá. Đó. Con này thì bên em đang gửi tới các bác con máy hút bụi này là với cái giá là 250k. Đây. Hút rất khỏe luôn các bác nhá. Đây. Sạch luôn các bác nhá. Rất sạch luôn. Ở đây thì nó có cả một cái đầu chổi đây để các bác có thể di vào những cái vị trí khó như những cái thảm thiếc này. Đây, những cái thảm này. Đó, các bác có thể di vào đây để hút này. Đó, có cái đầu chổi đây. Rất là tiện coi nhá. Đó, 250k. Các bác lên mã giúp cho em là máy hút bụi 250k. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là con đèn bão này. Đó, hàng Made in Japan đây. Con này thì bên em đang gửi tới các bác con đèn bão này với cái giá là 180k và bao ship cho bác luôn. Rất sáng luôn các bác nhá. Đó, rất sáng luôn. Ngoài ra con này nó có cả quạt luôn các bác nhá. Có cả quạt luôn. Đây. Có quạt bên trên này. Rất là tiện luôn các bác nhá. Đấy, các bác nghe cái tiếng quạt nó kêu chưa? Đó, đây. Quạt chạy rất là tít luôn các bác nhá. Đó, rất là khỏe luôn. Rất là mát các bác nhá. Ngoài ra thì nó có thể sử dụng pin con thỏ luôn. Đó, có sử dụng pin con thỏ luôn các bác nhá. Các bác có thể mất hết điện thì các bác sử dụng pin con thỏ này cho em. Đó, ba quả pin con thỏ này. Đó, rất là tiện dụng các bác nhá. Đấy, ngoài ra nó có tấm sạc năng lượng mặt trời luôn. Đấy, bên ngoài mà hết điện. Đấy, hết điện thì có tấm sạc năng lượng mặt trời này, rất là tiện. Đó, các bác lên mã cho em là đèn bão. Con này em đang gửi tới các bác với giá là 180k bao ship đèn bão các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay đó là cái thảm để chân này. Thảm lau chân, hàng của Nhật các bác nhá. Đó, thảm lau chân của Nhật đây. Nhiều màu sắc rất là đẹp luôn. Đấy, thảm này là thuộc dạng thảm nỉ các bác nhá. Mặt dưới của nó thì là bằng cao su non. Đấy, hút nước siêu tốt luôn các bác nhá, hút nước siêu tốt luôn. Đấy, rất là mịn màng các bác nhá.
không như những cái thảm của Việt Nam mình đâu. Thảm Việt Nam mình mà các bác dùng là nó bẩn, nó ra và nó sẽ dây ra. Nhưng mà con này thì dùng rất là sạch sẽ và ngon lành luôn. Đấy, rất sạch sẽ ngon lành luôn. Thì bên em đang gửi tới các bác con thảm này với giá là 100k con thảm này coi nhá. Đó. Các bác lên mã cho em là thảm Nhật coi nhá, thảm Nhật 100k con này. Đó, 100k một con thảm này. Đó, giá rất hợp lý để gửi tới quý các bác anh chị luôn. 100k con thảm này thôi. Giá rất hợp lý các nhá, thảm rất đẹp luôn. Được, kích thước của nó là 60 x 40 các nhá. Đấy, 60 x 40. Đó, kích thước là 60 x 40. Thảm này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 100k con thảm này. Đó, 100k con thảm này. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay. Đó là cái con kìm FU của Nhật các bác nhá. Đó, kìm FU của Nhật. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đây. Đấy, kìm FU của Nhật này. Hàng siêu ngon siêu chất luôn. Đấy. Con này thì em đang gửi tới các bác với cái giá. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 190k và bao ship cho các bác nhá. 190k bao ship luôn. Đó, 190k bao ship. Các bác lên cho em là kìm chết FU của Nhật các bác nhá. Kìm chết FU của Nhật. Đấy, gửi tới các bác với cái giá là 190k và bao ship. Hàng siêu ngon luôn. Đấy các bác thấy không? Đó, rất là ngon luôn các bác nhá. Hàng siêu chất luôn. Đấy, chất thép của nó thì thôi rồi luôn. Đây, thương hiệu FU các bác này. Đó, Japan này các bác nhá. Đó, Japan này. FO rất là ngon luôn. Chất lượng thì khỏi bàn luôn các bác nhá. Kìm FO. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay, đó là cái cặp kéo cắt tóc này. Đó, cặp kéo cắt tóc của thương hiệu Kai Japan. Bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đang gửi tới các bác với cái giá là 200k bao ship một cặp kéo như này không nhá. Một cặp kéo như này. Đấy, đây. Các bác nhá. Đó, của thương hiệu Kai Japan này các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Kai Japan các bác nhá. Đó, hàng siêu chất luôn. Đấy, của thương hiệu Kai Japan đây. Đấy, bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 200k một cặp này. Đấy, 200k một cặp này. Đấy, bao gồm là một con cắt và một con tỉa. Một con cắt một con tỉa, đầu mũi kéo cực kỳ là dày luôn, cho nên các bác cắt nó rất là ngon. Đó, một con cắt một con tỉa luôn. 200k một cặp kéo cắt tỉa này các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên thì quý bác trong ngày hôm nay, đó là cái đồ siêu tầm của này. Đồ siêu tầm đây. Thì bên em đang một số cái đồ siêu tầm các bác nhá. Đấy, sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con cóc gạt tàn này, hàng siêu chất luôn. Đó, hàng siêu chất luôn. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 230k con này. Đó, 230k. Cóc này, hổ này, con này. Đó. Đây là con hổ này, đây con cóc này. Đó. Con cóc này, đây con hổ các bác nhá. Đấy, tất cả đều là hợp kim mạ đồng các bác nhá. Đấy, rơi thoải mái luôn các bác nhá. Rơi thoải mái luôn, không lo bị vỡ. Đó, rất chất lượng luôn. Hợp kim mạ đồng có từ 10 đến 20% đồng. Đấy, tráng bên ngoài, rất đẹp không lo xỉn màu. Đó, con voi các bác nhá. Đấy, con voi đây. Đều là 230k hết các bác nhá. Đều 230k một con hết. Đó. Đều 230k một con, rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo là đến cái hộp tăm này. Hộp tăm này là hộp tăm có chân này. 200k bao ship cho bác luôn. Hộp tăm có chân các bác nhá, 200k bao ship. Đó. Còn con voi với con hổ các thứ thì là 230k. Chưa bao ship các bác nhá. Đấy, còn riêng cái hộp tam chân này là 200k bao ship này. Tiếp theo là bình trà nhỏ này. Bình trà nhỏ, con bình trà nhỏ này là 230.000 cái bình trà nhỏ này các bác nhá. Bình trà nhỏ này là 230k. Đó, 230k con này. Dùng siêu tiện luôn các bác nhá. Đó, đựng được hai lạng chè. Đấy, đựng được hai lạng chè. Ở trong thì nó có tráng nhựa các bác nhá. Đấy, có tráng nhựa luôn. Đấy. Để các bác khi mà các bác sử dụng thì nó không bị lo mất hương trà. Bình trà to này. Bình trà to con này là 300k, 300k các nhá, đựng được 4 lạng chè nhá. Đựng được 4 lạng chè. Đó, rất là tiện luôn. Đấy, bình trà to. Tiếp theo lên cho bác cái con dao siêu tầm này. Đây là con dao nắm đấm này. Đấy, con dao nắm đấm của hàng của Mỹ các bác nhá. Đó, con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 250k, bao ship cho bác luôn các bác nhá. Đó, các bác lên cho em là dao nắm đấm 250k, bao ship các bác nhá. Đó, dao nắm đấm 250k bao ship, hàng siêu chất luôn. Đó, rất là ngon lành luôn. Đây các bác nhá. Đó, rất ngon lành luôn. 250k bao ship cho bác luôn. Đó, tiếp theo em lên cho bác con dao. Tiếp theo em lên cho bác con dao siêu tầm, đó là con dao Mỹ này. Con này là của Colombia của Mỹ đây. Đấy, mã của nó là SA78. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 400k bao ship cho bác luôn. Đó. Chứ em đang bán là 430.000. Hôm nay thanh lý cho bác luôn là 400k bao ship các bác nhá. 400k bao ship. Mã của nó là SA78. Con này thì hàng siêu chất rồi. Colombia USA các bác nhá, hàng của Mỹ, siêu chất luôn. Đó, con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 400k. Đấy, của nó dài khoảng 30 cm các bác nhá, dài khoảng 30 cm.
Đấy, nguyên cái phần cán này là 10 sen, hàng siêu chất luôn. Đó, đồ siêu tầm các bác nhá, dao siêu tầm. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay, đó là cái móc khóa này. Thì em đang có 3 mẫu này. Một là móc khóa thần tài các nhá, móc khóa thần tài thì đây. Đấy, của nó thì có lá tiền rồi bình rượu các thứ. Đó. Con này thì bên em đang gửi tới là 60k các bác nhá. Con móc khóa thần tài này là 60k này, đó. Còn con móc khóa vuông bật bia này thì là 80k. Đấy, 80k con này. Hàng cũng siêu chất lượng luôn các bác nhá, rất đẹp luôn. Đó, các bác theo. Tiếp theo này đến cái con móc khóa thủ công hàng của Nhật này. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là con móc khóa thủ công này là 100k, con móc khóa thủ công hàng của Nhật các bác nhá. Đó, làm bằng tay hết, rất là thủ công tỉ mỉ luôn. Đó. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 100k con này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái thước kẹp rem điện tử các bác này. Đó. Thước kẹp rem điện tử đây. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 130k các bác nhá. 130k con này. Đây. Thước được làm từ sợi carbon các bác nhá. Từ làm sợi carbon không phải là hợp kim. Đấy. Số bằng điện tử, nảy số rất là to rõ ràng luôn. Các bác cho dồn hết về, cho về zero nhá. Đấy, bắt đầu đo. Con này thì nó có 3 chức năng, đo bên trong, đo bên ngoài. Đấy, con này đo vành bên ngoài, con này đo đường kính bên trong và đo chiều sâu, đây đo chiều sâu các bác nhá, rất tiện dụng luôn. Các bác lên mã cho em là thước kẹp rem. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 130k, thước kẹp rem 130k các bác nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là thước kẹp rem 130k. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay, đó là cái bẫy chuột thông minh. Bên em đang gửi tới các bác với giá là 20k một cái. Bẫy chuột thông minh các bác nhá, 20k một cái này, rất là nhạy luôn các bác nhá. Đó, các bác ấn nhẹ tay này lên này. Đấy, sập bẫy luôn. Ấn đều tay này cho em. Đó, ấn đều tay này các bác nhá. Đó. Rất đẹp luôn các bác nhá, hàng chắc chắn. Đấy. Bẫy chuột của Nhật các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Đấy các bác theo, rất chất lượng luôn. Đó, 20k một con này các bác nhá. Đấy, bẫy chuột Nhật các bác nhá, 20k một con. Đấy, hàng thông minh của người Nhật các bác nhá. Đây. Đấy, các bác chỉ cần ấn nhẹ này là sập bẫy luôn. 20k một cái này. Đó, 20k một cái. Rất là ngon lành luôn. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác đó là cái bút thông mạch các bác nhá. Bút thông mạch, con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 110k một cái. 110k một con bút thông mạch các bác nhá. Đó, hàng rất ngon và tiện dụng cho bác sử dụng luôn. 110k một con này. Con này thì nó có các chức năng gồm là đo thông mạch này. Đấy, đo điện âm, điện dương này. Âm thì màu xanh, dương thì màu đỏ các bác nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 110k một con bút thông mạch này. 110k đó. Các bác lên mã giúp cho em là bút thông mạch 110k các bác nhá. Đó. 110k một con bút thông mạch này. Đó, giá rất rẻ cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác đó là cái bình xịt nhớt các bác nhá. Bình xịt nhớt hàng của Nhật các bác này. Đó, con này dùng để xịt dầu, xịt nhớt cực kỳ là ngon luôn. Bên em đang gửi tới các bác với giá là một cái như này là 50k các bác nhá. Một cái bình xịt nhớt như này là 50k. Đó, bình xịt nhớt 50k. Đó. Hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đó, hàng siêu chất luôn. Bình xịt nhớt 50k các bác nhá. Tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay, đó là cái ổ cắm USB các bác này, ổ cắm USB này đây. Con này bên em ký hiệu nó là U1, bên em đang gửi tới các bác giá là 130k. Bao ship cho bác luôn nhá. 130k bao ship ổ cắm U1, hàng siêu chất luôn. Đó, 130k bao ship cho bác luôn. Dây dài 1 mét các bác nhá. Dây dài là 1m3. Đấy, dây dài 1m3, có một ổ cắm điện và hai ổ cắm USB. Hàng của Nhật đây các bác nhá. Đó, hàng của Nhật đây. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên thì quý bác trong ngày hôm nay, đó là cái con cà lê đa năng này. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 230k và bao ship các bác nhá. Đó, 230k bao ship luôn. Đó. Con này hàng của Nhật các bác này, đây toàn chữ Nhật hết này. Đó, con này của nó thì nó có 8 đầu. Đấy, 8 đầu. Đầu là nhỏ nhất là 8 và đầu to nhất là 21 các bác nhá. Đấy. 8 10 12 13 15 17 21 con này, 14, 17, 19, 21 con nhá. Đó, các bác lên mã cho em là cà lê đa năng. Con này thì em đang gửi tới các bác là 230k. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên quý của bác trong ngày hôm nay, đó là cái bàn chải đánh răng con này. Bàn chải đánh răng bằng máy con nhá. Đấy, đây một bộ này của nó thì được tặng kèm thêm là các bác được tặng kèm thêm là bốn cái bàn chải nữa, 100k một bộ này. Đó, các bác được tặng kèm thêm 4 cái bàn chải như này luôn. 4 cái đầu bàn chải như này. Về các bác có thể thay thế dần các bác nhá. Đấy, con này của nó thì chạy rất là khỏe luôn các bác nhá. Đấy, mà các bác dùng là cứ phải là 1 tuần mới hết pin các bác nhá. Đó, đây. Đấy. Các bác nghe tiếng nó kêu chưa? Đây. Đấy, tiếng nó kêu rất là khỏe luôn. Đấy. Đấy, các bác đánh như này rất là khỏe luôn. Ở đây thì nó có các cái chức năng là làm sạch này, làm trắng này, rồi là tác động sâu các bác nhá. Đó. Chống viêm nếu, viêm lợi, chảy máu chân răng, dùng rất là ngon luôn. Đấy,
dùng cả tuần 2 tuần mới hết pin, rất là tiện. Đấy các bác lên mã cho em là bàn chải đánh răng 100k một con này, bàn chải đánh răng 100k nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cái co nhiệt các bác này. Gen co nhiệt thì bên em đang có 2 mẫu. Mẫu này thì là 328 đầu. Đây. Đấy, các cái đầu to nhỏ khác nhau như này. Bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 328 đầu tất cả. Một bịch như này là bên em đang bán với cái giá là 80k các nhá, 80k một bịch này. Đó, 80k một bịch này. 328 đầu tất cả. Các bác tha hồ sử dụng, to nhỏ lớn bé đủ cả luôn. Đấy, to nhỏ lớn bé đủ cả. Đấy. Tiếp theo là cái gen 530 đầu thì nó đựng trong hộp như này các nhá. Một hộp này là 530 đầu luôn, rất là nhiều các đầu to nhỏ khác nhau. Đó. Một hộp như này là 530 đầu. Bên em đang gửi tới các bác với giá là 530 đầu như này là 130k các nhá. 130k một hộp này. Rồi, cũng rất là tiện dụng cho các bác sử dụng. Hộp cũng được mà các bác dùng ít thì lấy túi cũng được. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho các bác trong ngày hôm nay đó là cái kéo cắt tôn này. Kéo cắt tôn thì bên này con này bên em đang gửi tới các bác cái giá là 220k. Kéo cắt tôn nghiêng như này các bác nhá, rất là tiện dụng luôn. Đó, rất tiện dụng luôn, kéo cắt tôn nghiêng 220k các bác nhá, 220k. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cái môi thìa các bác này. Đó, môi thìa hàng của Đức các bác nhá, thương hiệu Winling của Đức. Đó. Thì sản phẩm đầu tiên đó là cái thìa nhỏ này, thìa nhỏ này là 40k một con các bác nhá. Thìa nhỏ này là 40k một con thìa này. Đó, con này là 40k. Đó, hàng siêu chất luôn, cực kỳ dày luôn các bác nhá. 40k con thìa này. Đó. Tiếp theo là con môi, hàng rất là dài nhá. Đó, 90k con này. Rất là dài và sâu lòng, sâu lòng. Các bác múc rất là được nhiều và rất là tiện dụng, sạch sẽ. Đấy, nó trơn như này các bác rửa không bao giờ bị lo đọng bẩn các kiểu. Tiếp theo lên các bác đó là cái kéo cắt gà này. Thì bên em đang có hai mẫu, một hàng là của Đức, một hàng là của Nhật. Đấy, con thân nhỏ này là của Đức, còn con dày mình này là của Nhật các bác nhá. Nó chỉ khác nhau về độ dày mỏng thôi, hàng made in Germany đây. Còn tất cả độ sắc bén và các công dụng thì như nhau. Một con này thì nó có 3 công dụng này, bao gồm là kẹp cua ghẹ này, cắt gà cắt cá này và đánh vảy cá các bác nhá. Đây. Đấy, nó có phần răng này đánh vảy cá rất là tốt luôn. Thì con nhỏ này là con của Đức này là 150.000 bao ship, còn con của Nhật này là 230 cũng bao ship luôn các bác nhá. 230 bao ship luôn. Và tiếp theo lên cho các bác, đó là cái ép tỏi này. Đây, con ép tỏi đây. Đấy, con này thì bên em đang bán là 150k. Con này cũng hàng của Đức luôn các nhá. Ép tỏi đây. Đấy, con này thì lên cho các bác là 150k và cũng bao ship luôn các nhá. 150k bao ship. Con ép tỏi này rất là ngon luôn các nhá. Đó, rất là ngon luôn. Đấy, 150k con ép tỏi này các bác nhá. Đó, 150k con ép tỏi này. Hàng siêu ngon, siêu chất luôn, 150k. Đó. Tiếp theo em lên cho các bác đó là cái khóa số này. Thì bên em đang có cái mẫu là khóa chữ U. Đấy, khóa chữ U này là 120k một con các bác nhá. 120k một cái khóa chữ U này. Rất là tiện dụng luôn. Đó. Còn khóa thì em đang có loại 2 vòng và loại 1 vòng. Đấy, khóa dây thì đang có loại 1 vòng này là 100, còn 2 vòng này là 120.000 các bác nhá. 120.000 con 2 vòng này. Đó, rất tiện dụng luôn. Đấy thì em sẽ hướng dẫn các bác cái cách cài đặt số thì nó như nhau tất thôi. Các bác mặc định về 0 cho em hết nhá. Đấy, để tất cả về 0 bên em để mặc định là 0 thì các bác cứ chuyển hết về 0 cho em. Đấy, 0 và thông hai cái mạch trắng này được. Sau đó các bác muốn cài số thì đẩy đi, sau đó cài số tự do. Đó, sau đó các bác lại đẩy về, lại quay trở về là xong, rất là tiện dụng các nhá. Đó, còn bên em để thì luôn mặc định là 0 các nhá. Đó, khóa số chữ U 120k. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cái tô vít. Con này bên em ký hiệu nó là V10. Bên em đang bán là 200k các nhá, 200k con V10 này. Ở đây thì đầu nó có đầu vít đây. Đấy, tất cả đầu trong này nó có 10 mũi vít. Các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, dùng cái mũi nào lấy mũi đấy. Xoáy nhanh đảo chiều các kiểu con đà điểu luôn các bác nhá. Đó, các kiểu con đà điểu luôn. Đó. Tiếp theo lên cho các bác đó là cái con cưa gấp này. Đấy, cưa gấp của Nhật này. 130k bao ship, cưa gấp cán đen các bác nhá. Đấy, cán trắng đen. Made in Japan này, 130k bao ship cho bác luôn. Hôm nay bên em sẽ giảm giá cho bác còn 120k và bao ship các bác nhá. 120k bao ship. Cưa mở hạt bòng rất tiện dụng. Đó. Sản phẩm thì còn rất nhiều, em xin dừng video tại đây. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới quý cô bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ cũng là mua các mặt hàng của bên em. Đó, lên nốt cho các bác luôn đó là cái con nạo gót chân này. Đấy, con này thì bên em đang bán cho các bác là 90k một con, nạo gót chân các bác nhá. Hàng của Đức siêu chất luôn. Đó, hàng của Đức siêu chất luôn. Đó. Made in Germany đây, 90k một con các bác nhá. Rất tiện dụng luôn. Đó, xin chào lại quý bác anh chị, video lần sau em xin chân thành cảm ơn.